Kính thưa quý vị, cư dân tiểu bang Florida sáng tạo nghệ thuật điêu khắc trên trái bí đỏ pumpkin dưới nước chào đón mùa thu, tin từ Florida. Điêu khắc trên trái bí đỏ trở thành truyền thống hàng năm khi mùa thu đến tại Hoa Kỳ. Những điều kỳ lạ và không bình thường là những thợ lặn điêu khắc những trái bí đỏ dưới mặt nước biển. Tại Florida Keys, một nhóm thợ lặn mang nhiều trái bí đỏ pumpkins xuống đáy biển và bắt đầu khắc nhiều hình dáng kỳ lạ chuẩn bị cho ngày lễ tháng 10 của ma quái Halloween. Tại nhiều thành phố Hoa Kỳ khác, dân chúng tự sáng tạo nhiều kiểu cách khác nhau bắt đầu chào đón mùa thu. Thành phố Salt Lake của tiểu bang Utah, một quảng trị với sáng kiến dùng những trái bí đỏ pumpkin to lớn biến thành những chiếc thuyền và trở thành một cuộc chèo thuyền đua với trái bí đỏ. Hơn 12 chiếc thuyền bí đỏ được tạo thành trong cuộc thi với con số cân bí đỏ, cân nặng lên đến 9.000 pounds, tương đương là 4.082 kg. Một thành phố khác, Aurora, tiểu bang Colorado, tổ chức cuộc thi thay vì ném tạ thì được thay thế ném những trái bí đỏ. Ai ném xa nhất sẽ là người thắng giải. Mùa lễ hội bí đỏ tại thị trấn Circleville, tiểu bang Ohio cũng không kém phần vui nhộn. Trong cuộc thi quả bí đỏ nào nặng nhất, một quả pumpkin thắng giải cân nặng 400 pounds, gần 181 kg.